Em xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà chúng ta rút cái đồng Titan về cái WeChat Wallet hoặc là MetaMask nha. Tại sao em lại làm cái video này? Thì tại vì á, bên cái dự án Titan họ đã ra một cái chương trình Airdrop. Thì ở những cái video trước á, em đã chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình rồi. Nhưng mà em vẫn nhắc lại cho một số anh chị mới chúng ta chưa có nắm nha. Anh chị thấy ở trên thông báo này nè, cái chuông này họ có thông báo đây. Rồi, em sẽ nhấp vào cái thông báo đầu tiên này, mọi người. Titan sẽ ra mắt đợt Airdrop địa chỉ quý phi tập trung. Ở đây để em nói cho mọi người xem. Họ sẽ ra hai cái đợt Airdrop. Thì cái lần đầu tiên là Titan sẽ ra mắt đợt Airdrop địa chỉ quý phi tập trung. Anh chị nhớ nha, phi tập trung là những cái quý nằm ngoài cái dự án của họ đó, tức là quý chết với lệch hoặc là MetaMask mới được nha. Rồi, Titan sẽ ra mắt hợp đồng. Titan sẽ ra mắt đợt Airdrop địa chỉ quý phi tập trung đầu tiên vào ngày 9 tháng 5 năm 2022. Hôm nay là ngày 7 rồi nên em tranh thủ làm mọi người nha. Tất cả các địa chỉ quý phi tập trung có hơn nè, có hơn hoặc bằng 50 tỷ anh chị nha. Không bao gồm địa chỉ tài sản trong ứng dụng của Ti đó, tức là những cái địa chỉ trong cái app này, trong cái APK, trong cái web này là không được nhận. Chỉ những cái quý phi tập trung, chẳng hạn như quý chết với lại hoặc là MetaMask vân vân mới nhận được. Đều có thể được nhận Airdrop. Đơn vị tiền tệ của Airdrop là Tron. Số lượng Airdrop của mỗi địa chỉ quý phi tập trung khác nhau. Phạm vi số lượng Airdrop là từ 3 triệu đến 8 triệu Tron. Đó. Rồi, tiếp theo đó là đến cái ngày 15 tháng 5 là họ tiếp tục cho cái đợt Airdrop thứ 6. Thì đối với cái đợt Airdrop này là tất cả chúng ta được nhận nếu như chúng ta đào cái Ti này ha. Thì họ nói như thế này, đợt Airdrop thứ 6 trong ứng dụng của Titan không bao gồm các địa chỉ ví phi tập trung. Ví dụ như là Titan nằm bên cái ví shop với lại MetaMask là không nằm trong cái điều kiện để được nhận nha mọi người. Sẽ được thực hiện vào ngày 15 tháng 5 2022. Đơn vị tiền tệ của Airdrop là DOT, HOKA. Tổ chức tổng số tiền Airdrop là 6.666 DOT, tương đương giá trị là 126.000 USDT. Ở đây em nói luôn, tùy theo cái cấp bậc của chúng ta mà chúng ta sẽ nhận được cái giá, cái số lượng Airdrop nhiều hay ít nha mọi người. Đó. Rồi em trở lại một bước. Trở lại một bước nữa. Thì chúng ta nhấp vào cái biểu tượng phía dưới nè mọi người. Phía dưới bên phải là cái chữ riêng tư này. Anh chị nhấp vào cái chữ tài sản của tôi. Ở đây có hai loại Ti. Cái Ti dòng trên nó là cái Ti mà chúng ta đào được. Còn cái Ti phía dưới này là cái Ti em mua đợt Airdrop. Tức là cái video này, những anh chị nào mà chúng ta đã mua Ti từ Airdrop thì chúng ta sẽ chuyển về cái WeChat Wallet hoặc là MetaMask để chúng ta đạt được cái điều kiện chúng ta nhận cái Airdrop của cái đồng Tron nha. Đó, thì cái video này là như vậy. Rồi, để em vào cái Ti IT mà chúng ta đào, cái Ti dòng trên nè mọi người, thì em rút nó không cho, nó để chữ là sắp có. Nhưng em vào cái Ti ở cái dòng thứ hai, em rút tiền là được. Thì em đã vừa rút demo thử là được rút 2 Ti. Họ trừ phí 1 Ti là em còn nhận được 1 Ti nè. Nha, em vào cái ví sắp lại cho anh chị xem. Cũng phải làm demo trước mọi người, được mới hướng dẫn anh chị chứ không phải mà tự nhiên làm đó. Còn lỡ nhưng mà không được mắc thì em chịu. Rồi bây giờ em sẽ vào cái chỗ hai chấm tròn phía trên bên phải này. Em gõ cái chữ Ti. Anh chị thấy ở dưới đây Titan này. Đó, kìa, 1 Ti đúng không ạ? Rồi, thì ngày 25 tháng 5 này nó sẽ list cái sàn là S6. Em cũng đã nói rất là nhiều nha. Hiện tại á là Titan đã list cái sàn là xung góp, để em vào cho anh chị xem nha. Nói những cái kiến thức liên quan luôn. Anh chị vào cái riêng tư, anh chị vào cái trang trình duyệt này. Đây là cái trang của mạng lưới Tron nha mọi người. Anh chị kéo xuống, anh chị nhấp vào cái chữ match kịch cho em nè. Đây, họ đã list cái sàn là gọi là xung góp. Thì đang trader giữa đồng Ti với cái đồng WT Tron. Hàng cái thanh khoản nè mọi người. Đây là khối lượng 24 giờ mọi người thấy nha. Đó, rồi. Bây giờ trước khi chúng ta muốn rút cái đồng Ti ở đây về cái WeChat với là hoặc MetaMask đó, thì anh chị phải có cái contract để chúng ta dán vào. Ở đây em sẽ chia sẻ mọi người luôn. Khi anh chị vào cái trận trình duyệt nè, nói làm lại luôn nha. Vào cái trận trình duyệt cho em. Còn nếu mà nó là tiếng Anh á thì nó là cái dòng thứ 3 đó. Chị đi cái dòng thứ 4 nha anh chị ha. Rồi, anh chị sẽ thấy nè, cái contract nè, anh chị thấy không ạ? Cái contract nè, dưới cái chữ ngò, chúng ta nhấp vào cái biểu tượng hai tờ giấy nha. Nhấp vào đây. Rồi, chúng ta sẽ vào cái WeChat Wallet.
Từ cái màn hình chính này, anh chị nhấp vào hai chấm tròn phía trên bên phải này cho em. Mình gõ bất kỳ một cái dãy chữ nào cho em. Rồi chúng ta nhấp vào cái chữ tự thêm các đồng tiền mã hóa Ethereum này, mình nhấp vào, mình chọn cái đồng, cái mạng lưới Tron, tại vì nó đang chạy trên cái mạng lưới Tron nha anh chị. Ở đây nó có hai loại, một TRC10 và một TRC20. Chúng ta nhấp vào TRC20 đúng cho em nha. Mới phải, chúng ta nhấp vào dán. Rồi, cái tên á, nếu như cái tóc cành mà nó đã hoàn chỉnh rồi á, thì chúng ta nhấp vào cái dán này là tự động nó ra cái tên, cái hiệu và số tập phân. Nhưng cái này chưa, thì chúng ta sẽ làm. Thì cái tên của nó á, là cái đồng T-Chan, T khoảng cách Chan, ký hiệu là chữ T viết hoa, số thập phân là 6. Mình vào đây mình kiểm tra một lần nữa cho em. Ở đây là chị thấy số 6 là đúng không ạ? Đó. Rồi. Đây. Đúng rồi đúng không ạ? Như vậy thì em sẽ nhấp vào cái chữ làm xong nha. Rồi em sẽ nhấp vào cái chữ nhận ở đây. Em nhấp vào cái chữ sao chép. Rồi. Qua cái app, cái web T-Chain, em nhấp vào cái tài sản của tôi. Em chọn T cái dọc thứ hai này. Rồi. Em nhấp vào cái chữ rút tiền. Ở đây em sẽ dán cái địa chỉ hồi nãy vào. Thì cái số lượng T này em xác định là em sẽ hold. Nói chung là em sẽ hold lâu dài nha, tại vì T này sau này nó cũng giá cao. Đó, tổng cung rất ít, có 80 triệu thôi, cho nó drop chứ cũng chỉ có 20 triệu ha. Rồi bây giờ mình họ bảo mình nó là số tiền chuyển ra tối thiểu là 2 T. Bây giờ em tổng cộng là em có 495 em rút ra. Đó. Rồi. Tiếp theo. Anh chị sẽ bị mất một cái đồng tiền nha, tức là chúng ta chỉ nhận được 494 thôi. Ở đây chúng ta nhấp một cái chữ rút tiền. Anh chị thấy cái chữ rút tiền nè. Khi mà anh chị nhấp một cái chữ rút tiền, ở đây nó có hiển thị cái là mật khẩu giao dịch. Em đặt rồi ha, còn anh chị chưa đặt á, thì chúng ta nhấp vào cái đặt mật khẩu giao dịch này, chúng ta cài đặt. Thì nó sẽ bao gồm 6 số, anh chị đặt thoải mái, nhưng mà phải nhớ nha. Chúng ta đặt xong chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ xác nhận. Còn nếu như anh chị hủy á, thì chúng ta sẽ nhấp lại cái chữ hủy phía bên trái mọi người đây, mọi người thấy nha. Rồi em sẽ nhấp vào cái mật khẩu nha. Rồi em nhấp vào cái chữ xác nhận. Họ bảo là yêu cầu rút tiền đã được thành công. Bây giờ em sẽ, mọi người thấy nè, cái số lượng T của em đã mất đúng không ạ? Đây, 495 T của em. Cái chữ pending, cái biểu tượng đồng hồ cát này là đang xử lý nha. Xử lý xong thì nó sẽ có tích xanh. Rồi bây giờ em sẽ vào cái chất với lạc. Em kiểm tra thì chưa có. Thì tầm giá khoảng nửa tiếng sẽ được nha anh chị nha. Rồi. Thì nếu như sau này chúng ta muốn rút T từ cái chốt với lạch này á, về cái web T-Chain á, thì em sẽ làm, rồi em sẽ chia sẻ cho anh chị sau. Bây giờ mình sẽ vào mình kiểm tra, chưa có nha mọi người ha. Thì bây giờ những anh chị nào mà đã mua T-Chain á, thì chúng ta rút ra ha, thì chúng ta chịu tốn một T đi để mà chúng ta nhận được cái drop này đó. Rồi khi nào mà họ phát hành Anadrop và các bước làm sao để nhận được Anadrop thì em sẽ làm cái video cập nhật chia sẻ cho mọi người thêm nha. Còn cái video này cơ bản là như vậy thôi anh chị nha. Anh chị chưa đào thì đào cái dự án này, nó rất là tiềm năng ha. Và ngày cuối tháng 5 này nó lý kết sàn S6, anh chị cố gắng để chúng ta có thể lên đó chúng ta bán ha. Còn những ngày ít quá thì chúng ta có thể hold đi, tại vì cái tổng cung của này nó ít và tương lai nó sẽ còn phát triển thêm một số. Mọi người thấy như NFT nè. Đó, NFT. Rồi anh chị nhấp vào chỗ riêng tư này thì họ cũng có rất là nhiều cái thông tin. Đối với cái quý MetaMask á, anh chị chúng ta cần phải thêm cái mạng vào. Đây em sẽ vào cho mọi người xem nha. Trước tiên chúng ta vào cái ví MetaMask trước. Thì anh chị chọn một cái địa chỉ ví bất kỳ. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấp vào cái chỗ ví này. Đó, chúng ta lựa chọn cái mạng Tron. Nếu như chưa có thì chúng ta phải thêm mạng vào bằng cách là chúng ta nhấp vào ba gạch ngang phía trên bên trái. Chúng ta chọn cái chữ cài đặt. Ở dưới đây có cái chữ mạng, chúng ta nhấp vào. Mọi người sẽ thấy cái chữ thêm mạng ha. Đó, thêm mạng thì ở đây này chúng ta sẽ cần điền vào những cái thông tin này để đúng cái điều khoản của họ để chúng ta thêm cái mạng Tron vào nha. Đó. Rồi, em xin phép dừng cái video tại đây nha mọi người.
Rồi khi chúng ta thêm cái mạng tròn vào đó, thì chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ thêm cái contract của Tichan vào, rồi sau đó chúng ta chuyển về đây nha.